xin chào anh em. Lúc này một hồi thì mãi cũng xong. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một bộ PC cũng như là một góc gaming mới mà anh em có thể tham khảo hoặc là mua cũng được. Và với tông màu chủ đạo là màu hồng, rất phù hợp với những bạn nam có cá tính mạnh mẽ một chút, hoặc là các bạn nữ thích sự đồng bộ về màu sắc, đặc biệt là màu hồng chẳng hạn. Vậy thì bộ PC này có điểm gì đặc biệt? Mình sẽ đi từ ngoài vào trong trước đi. Đầu tiên sẽ là vỏ cây Simatec Just Green Spectrum. Thì với dân chơi anh em nhìn phát biết ngay là của hãng nào đúng không? Giống hãng nào? Anh em để lại phần comment nhá, xem giống hãng nào. Bộ nguồn thì đến từ Thermaltake Smart RGB 600W đạt chuẩn 80+. Tuyệt vời nếu như anh em cần mua cho mình một bộ nguồn chất lượng cao. Tản nhiệt khí Cooler Master Air 610P RGB với hai quạt 120. Anh em cứ yên tâm đi, vấn đề về nhiệt độ nóng CPU giải quyết cho bằng. Một nốt nhạc và bộ fan đi kèm theo bộ máy nhá. Mình xin nhấn mạnh lại là đi kèm theo bộ máy là một bộ fan Coolmoon 3 quạt. Thôi, các cụ bảo thôi, mèo mó thì có hơn không. Và chúng ta sẽ bước vào các linh kiện chính. CPU ở đây là CPU Core i5-9400F với 6 nhân và 6 luồng. Thì đây là một mẫu CPU có hiệu năng trên giá thành tốt nhất từ trước đến nay đến từ phía Intel. Nên việc mình lựa chọn thì cũng cần phải giải thích nhiều làm gì cả. Bo mạch chủ là Asus ROG Strix B365G Gaming. Đây là một trong những bo mạch chủ B365 tốt nhất hiện nay, có đầy đủ những gì anh em mong muốn. Điển hình là việc lắp chặn main có sẵn này, rồi anh em đánh bay lỗi loa kiểu lắp xong hết các linh kiện đúng không? Chưa lắp chặn main, thà ra lắp lại. Uầy, mệt dã man luôn, thề với anh em. Và chưa kể đến nữa, nó có 4 khe RAM, 2 khe M2 và một cơ số các khẩu SATA, nên việc đảm bảo thì được cắm thật nhiều ổ cứng để lưu trữ nhiều các tài liệu khoa học Nhật Bản thì trở nên thuận tiện mà dễ dàng hơn. Với hai thanh RAM 8GB với tổng dung lượng 16GB sẽ đảm bảo cho nhu cầu sử dụng các phần mềm ví dụ như Adobe chẳng hạn này, ăn rất nhiều RAM nhá. Kiểu chơi game này, stream game này, bật 20-30 tắt Chrome này trở nên mượt mà hơn. Và chưa kể đến nữa là hai thanh RAM gel đi kèm này còn hỗ trợ đồng bộ qua Aura Sync RGB sập sình mọi lúc mọi nơi. Cùng với đó là một ổ SSD 240GB. Vừa đủ để xài thôi, cũng không nhiều lắm. Cuối cùng là thứ quyết định xem anh em có thể chơi game một cách mượt mà hay không thì đây chính là một chiếc Vega. Thì nhân vật chính ngày hôm nay đến từ Colorful. Chắc anh em nghe nhiều về hãng này đúng không? Anh em nghĩ Colorful không? Nó như này như nọ. Thì theo mình thấy ấy, sản phẩm đến từ Colorful sẽ có mức giá tương đối hấp dẫn khi so với các sản phẩm khác trong cùng tầm giá. Anh em không nên kiểu gọi là sao nhỉ? Không nên kiểu thích định kiến quá về các sản phẩm đến từ Colorful. Anh em hãy sử dụng và trải nghiệm. Thì anh em nào đã mua các sản phẩm Colorful thì đừng quên để lại ý kiến ở mục bình luận nhé. Thì tổng các combo kể trên anh em đoán xem mức giá bao nhiêu? Mà thôi, không phải anh em đoán đâu, mình sẽ nói luôn. Đó chính là 24.069.000 đồng. Và anh em sẽ được tặng phần quà tổng bộ đấy. Đây, phần quà đây này. Đây là một chiếc bàn phím cơ đến từ EK387 Dream Pink màu hồng, giống với một cây màu hồng. Thế vậy thì nếu như anh em không thích cái bàn phím màu hồng này chẳng hạn, bởi vì ở nhà anh em đã có sẵn một bộ bàn phím chuột tai nghe từ A đến Z màu hồng hết rồi, có sẵn rồi, thì anh em có thể lựa chọn mua với giá không quà tặng, đó chính là 23.589.000 đồng. Vậy thì tổng kết lại, nếu như anh em đang cần mua cho bản thân một bộ PC có màu sắc nó phải mạnh mẽ một chút, phù hợp với giới tính, hay sang tháng này đến dịp Valentine rồi mà vẫn chưa biết tặng quà cho bạn gái gì, thì đây, mua bộ PC này, mình đảm bảo với anh em luôn là một dấu ấn, một ăn điểm không thể nào bỏ qua được. Anh em nhớ mua nhé. Link mình sẽ để ở phần mô tả của video. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Đừng quên bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Anh Phát Computer nhé.